Các loài động vật luôn làm chúng ta bất ngờ với những bài săn mồi độc lạ. Từ tốc độ, sức mạnh vật lý, khả năng ngụy trang, ẩn thân, mai phục, từ trăm nghìn loại độc tố cho đến cả sức mạnh phép thuật. Vâng, bạn chả nghe nhầm đâu. Có một sinh vật hệ phù thủy dùng cả sức mạnh phép thuật để săn mồi. Nếu như bạn tạm đồng ý với tớ rằng thôi miên nó thuộc phạm trù phép thuật. Chúng là chồn đuôi ngắn, chồn admin hay chồn phù thủy. Lưu ý rằng tên gọi sau cùng là do chúng tớ tự bịa ra. Chồn đuôi ngắn là một loài thú, nghĩa là chúng có vú, ăn thịt, định cư ở Bắc Mỹ và lục địa Á Âu. Chúng nổi tiếng nhờ khả năng săn mồi như làm xếp của mình. Theo đó, khi việc rượt đuổi không mang lại kết quả, chồn đuôi ngắn sẽ biểu diễn một điệu nhảy. Gọi là điệu nhảy cho anh chị em dễ hình dung, phòng khi ông editor không tìm được tư liệu thôi. Chứ nó có bản chất là một tập hợp bất quy tắc, nếu không muốn nói là hỗn độn của những cú vặn mình, nhảy chồm, lăn lộn và phóng như tên bắn. Để nha, bây giờ anh biểu diễn cho chú xem này. Anh chỉ làm một lần duy nhất để chú xem nè. Tăng 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 nhảy thứ bảy. Tăng 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 tăng. Điệu nhảy mà người vui tính thì cho là giống breakdance, còn người không vui tính thì thấy giống như một con dở này, khiến con mồi của chồn đuôi ngắn, thường là thỏ hoang, bối rối hoặc thích thú. Chúng đứng nhìn cứ như thể bị thôi miên, bất chấp việc kẻ đi săn đang tiếp cận ngày một gần hơn. Và khi điệu nhảy kết thúc cũng là lúc con chồn admin lao tới tung đòn kết liễu, một phát cắn chí mạng vào phần cột sống sau gáy. Và thế là hết. Và đó là lúc bạn nhận ra cách duy nhất mà những con thỏ ngu đần vượt qua bài kiểm tra mang tên chọn lọc tự nhiên suốt 53 triệu năm tồn tại của mình là thông qua việc đẻ, đẻ càng nhiều càng tốt để đảm bảo rằng dẫu đám hậu duệ ngu đần của chúng có chết vì bị thôi miên bởi một vũ điệu hổ lốn mang hơi hướng tông giật, chúng vẫn quá đông để có thể bị tuyệt chủng. Sau khi bạn chưa tin lắm thì người ta tính toán được rằng một cặp vợ chồng thỏ hoang không vô sinh, không ý sinh liếu và cũng không bị ăn thịt, trên lý thuyết có thể tạo ra một đội quân 5 vạn con thỏ chỉ trong vòng 3 năm. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa?